em thích nói về tình yêu là tại vì đối với em tình yêu nó quan trọng. Có thể là vì hồi nhỏ em sống xa ba mẹ cho nên em thiếu cái tình thương gia đình đó. Nào trong người em cũng cảm thấy là em cần một cái người mà họ ở bên cạnh mình, họ chia sẻ với mình, họ đồng hành cùng với mình. Và một người đồng hành đó, em rất là cần cái người đó. Nên khi có tình yêu là em sống để em bảo vệ nó. Em không có ngại cái việc là em là con gái mà em thể hiện ra em yêu điên cuồng, em không ngại với cái chuyện đó. Người mặt trời có nhiều yếu tố hành động, dạ. Có những cái yếu tố mang tính thriller, nhưng song song đó là câu chuyện tình yêu rất là đẹp của ma cà rồng và con người. Thì anh hiểu ý anh Timothy, đó là sự khác biệt của rất nhiều thứ trong cuộc sống mà mình hay gọi là dị biệt. Có thể đó là những người dân nhập cư và người dân bản địa, dạ. Có thể là những người yêu nhau nhưng mà họ có hoàn cảnh khác nhau, trái ngành nghề. Với Trịnh Thảo thì tình yêu nó có phân biệt không? Dạ không. Đối với em tình yêu không phân biệt, tình yêu nó là tình yêu. Nó chỉ khác nhau về cái nó khác nhau về cái chủ thể thôi. Tình yêu bạn bè cũng có tình yêu được mà. Tình yêu bạn bè, tình yêu thiên nhiên, tình yêu gia đình, tình yêu trai gái nam nữ hay là tình yêu đôi lứa. Tình yêu nghề, nói chung là em thấy là tình yêu này nó không có phân biệt gì hết trơn. Quan trọng là cái cảm xúc của mình hết. Nó có phải gọi là tình yêu hay không thôi. Ở ngoài đời Trịnh Thảo thì sao trong tình yêu? Mình có đứng ra bảo vệ người khác hoặc là cũng có một ai đó vì Trịnh Thảo mà làm tất cả mọi thứ? Một người mà vì em làm tất cả mọi thứ thì chắc là chưa. Em nghĩ là chỉ có tình yêu gia đình mới là vì em làm tất cả mọi thứ được thôi. Còn em là trong tình yêu, nếu mà nói về tình yêu, anh Đậu đang hỏi về tình đôi yêu lứa. Đôi lứa đúng không? Đúng rồi. Em là một người yêu rất là điên cuồng. Nếu như thực là anh Đậu biết em cũng 5-6 năm nay đúng thì rồi. Anh Đậu cũng biết mà. Đúng rồi. Em là một đứa yêu rất là điên cuồng và em thường là em thích nói về tình yêu. Tại vì đối với em tình yêu nó quan trọng. Có thể là vì hồi nhỏ em sống xa ba mẹ cho nên em thiếu cái tình thương gia đình đó. Mặc dù là em ở với bà nội rất là thương em, nhưng mà tình yêu giữa ba mẹ nó khác. Thì em bị thiếu tình cảm đó, cho nên là trong người em cũng cảm thấy em bị thiếu. Thiếu không tình cảm. Nào trong người em cũng cảm thấy là em cần một cái người mà họ ở bên cạnh mình, họ chia sẻ với mình, họ đồng hành cùng với mình. Và một người đồng hành đó, em rất là cần cái người đó. Nên khi có tình yêu là em sống để em bảo vệ nó. Em không có ngại cái việc là em là con gái mà em thể hiện ra em yêu điên cuồng, em không ngại với cái chuyện đó. Con gái, con trai gì cũng là con người thôi, mình cũng đều có cảm xúc với nhau hết. Và em đang cố gắng bảo vệ cái của em. Nhưng mà em có nghĩ rằng là người ta hay nói trong tình yêu ai yêu nhiều hơn thì người đó thua không? Người đó thiệt thòi không? Thiệt thòi thì chắc là cũng có chút xíu. Cái này cũng phải thực tế chút xíu là đúng. Thật sự nếu như mà em khi mà em dành tình cảm quá nhiều cho một người và em dành thời gian, em dành suy nghĩ, em dành cảm xúc cho người đó quá nhiều, mà nếu như mà em không nhận lại được giống như vậy thì đôi khi em cũng sẽ hơi buồn tuổi chút xíu. Đó là em ngày xưa thôi. Còn lớn lên chút xíu rồi mình phải nhận ra, cũng phải học hỏi thêm nhiều điều chứ. Tại vì hồi xưa là em hay kiểu là mình cho đi và mình muốn được nhận lại cái đó. Tại sao tôi quan tâm anh như vậy mà anh không quan tâm tôi giống như vậy? Đúng. Anh không quan tâm tôi được giống như tôi quan tâm anh mà đúng. Tôi không chịu. Đúng. Đó, ngày xưa em là như vậy. Nhưng mà bây giờ em cũng hiểu ra thực ra là yêu đương mình không có quyền đòi hỏi. Không ai có thể có nghĩa vụ gì với mình hết trơn. Nếu như mình thương họ, mình yêu họ, mình muốn làm những cái chuyện đó cho họ thì đó là cái chuyện của mình muốn. Chứ mình không có được quyền đòi hỏi người ta phải đáp lại y chang cái chuyện đó với mình. Và khi mà mình giảm bớt cái muốn của mình lại thì mình sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Và bây giờ tình yêu của em bây giờ nghĩa là mình cho những cái mà mình mong muốn, nhưng mà mình không đòi hỏi nhận lại. Họ cho mình lại cái gì thì mình trân trọng những cái đó thôi. Nhưng em có giảm bớt cái sự cho đi không? Không ạ, thậm chí là em cho còn nhiều hơn luôn. Tức là mình biết vậy thôi, mình đã biết là nếu mà mình cho họ nhiều nhưng mà chưa chắc gì họ cho lại mình, yeah. Nhưng mà mình vẫn không thay đổi, mình vẫn cứ cho họ cho, thậm chí cho nhiều hơn. Chứ mình không tỉnh táo ra là thôi, tôi cho bớt lại đi, tôi cho ít thôi để cho
tôi đỡ thiệt thòi. Tình yêu mà tỉnh táo quá thì nó không phải tình yêu nữa anh Đỗ. Tình yêu mà mình lý trí quá, mình suy nghĩ mình sáng suốt quá, đôi khi nó không phải tình yêu. Lối của em cho và em vui mà. Em không cho được em mới tức á. Thậm chí á là em hay nói với lại người yêu em hiện tại của em là anh có muốn em giúp cái gì không, anh nhờ em giúp đỡ đi, em sẽ cảm thấy là em có giá trị, em cảm thấy em được trân trọng, em rất là vui khi mà được giúp anh luôn. Nên em rất là happy với cái việc mà em có cái gì thì em cho họ cái đó. Nhưng mà bây giờ em có đang cảm thấy là mặc dù người ta có thể không cho mình nhiều như cái mà mình đã cho họ, nhưng mình vẫn đang hạnh phúc. Dạ, họ không có cho em lại cái mà giống như em cho họ, nhưng mà họ cho em cái khác. Coi như là có sự cân bằng. Đúng rồi, có sự cân bằng. Nghĩa là tất nhiên là ví dụ như là em cho anh rất là nhiều, nhưng mà anh không cho lại em cái gì hết, thì cái đó là một mối quan hệ đến mức cân bằng. Thì nó sẽ là một cái trường hợp khác. Còn cái trường hợp của em hiện tại á, là ảnh không cho em những cái mà giống như em cho ảnh, nhưng mà ảnh lại cho em rất là nhiều thứ khác. Có những cái hiện hữu được, nhưng mà có những cái vô hình. Chính những cái vô hình nó nhiều khi nó là xúc tác để cho em cảm thấy là em thăng hoa hơn. Vì khi em thăng hoa hơn thì công việc em cũng tốt hơn. Thực ra cái người dự án, thực ra cái dự án mà người mặt trời á, ảnh cũng giúp đỡ em rất là nhiều về việc cảm xúc, về việc cuộc sống, mọi thứ để cho em có thể thoải mái. Ảnh về cái cuộc sống bình thường của em, ảnh rất là tôn trọng, ảnh tôn trọng công việc của em, cho nên là khi mà em đi quay cái người mặt trời, em có làm việc với Trần Ngọc Vàng, em cực kỳ thoải mái, em không có lo sợ rằng là người em sẽ có một cái gì. Nghe gì đó. Dạ đúng rồi. Em thậm chí là công việc của em là công việc của em, còn anh yêu em thôi chứ anh không có yêu công việc của em, kiểu vậy đó. Và trong cái quá trình mà em tập luyện trong người mặt trời á, có rất là nhiều lần ảnh cũng đã giúp đỡ cho em, là anh sẽ cùng em nói chuyện và cùng em tập luyện về những cái phân đoạn để cho em tin rằng là thế giới này có mặt cà rồng. Rồi ảnh cũng cho em xem rất là nhiều bộ phim. Thực ra khi mà em gặp người yêu hiện tại của em á, ảnh cho em xem phim rất nhiều bộ phim hay. Là chính những cái bộ phim đó nó cũng là cái chất sáng tác để cho em có nhiều cái gọi là cảm xúc và cái thêm chút xíu kinh nghiệm trong cái việc để em khai thác hạ nhiều hơn. Cho nên em luôn luôn nói là cái dự án Người Mặt Trời đó là em gọi như là cực kỳ may mắn luôn. Khi mà gọi là tất cả vũ trụ xung quanh là đang giúp đỡ em, từ gia đình đến người yêu đến những người bạn diễn của em luôn. Em thực sự nếu như mà để mà muốn sửa đổi thì em rất mong muốn là mình sẽ không phải hối hận bất cứ một cái điều gì mình đã từng làm cả. Thế nhưng có những lần em sẽ hối hận vì những chuyện, ví dụ như em vô tình khiến một ai đó buồn. Thì em sẽ rất là hối hận. Nhưng còn với những cái quyết định trong cuộc sống của em, những cái chuyện mà em trải qua, em không có cảm thấy hối hận với cái chuyện đó. Nếu mà không có nó, không có em ngày hôm nay, em cảm thấy là em được trưởng thành hơn, lớn hơn từ chính những cái vấp ngã, những cái bài học, những cái sai lầm của em trong quá khứ. Cho nên em dẫu là có một chút xíu hơi hối hận, nhưng mà em vẫn rất là trân trọng những cái lỗi lầm đó. Trình Thảo hoàn toàn lý trí hay sống dựa vào cảm xúc, cảm tính? Lý trí là cái em rất có rất là ít luôn. Hồi nhỏ đến giờ em là một đứa rất sống rất là cảm xúc, thậm chí là rất nhiều luôn. Hồi xưa em không có lý trí luôn. Hồi xưa là em không thể nào quyết định bằng lý trí được. Em chỉ biết cái cảm xúc của mình như thế nào thôi. Sau này thì em thấy thực sự là nếu như mà mình không cân bằng được thì đôi khi nó cũng sẽ khó và nó sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh nữa. Cho nên là em cũng tập để cho mình cân bằng lại chút xíu. Tuy nhiên thì em vẫn muốn giữ cái cảm xúc của mình. Em thấy là cảm xúc nhiều thì đôi khi nó cũng hơi mệt mỏi. Giống như kiểu là nhạy cảm quá. Đúng rồi. Em gặp cái gì em cũng có thể nhạy cảm được, em rất là mệt mỏi chứ. Nhưng mà em nghĩ chính vì cái sự nhạy cảm đó mà có em ngày hôm nay. Cái sự trăn trở của em đối với cuộc sống hiện tại như thế nào? Thực ra em may mắn là mặc dù là Gen Z, nhưng mà thực ra Gen Z, khái niệm Gen Z thì em cũng mới biết có tên khoảng tầm 2-3 năm đổ lại đây thôi. Em mới biết em là Gen Z thôi á. Em may mắn là em được sinh ra và lớn lên ở một cái vùng quê rất là nghèo, rất là xa xôi, không có tiếp xúc
internet, không có tiếp xúc bất cứ một cái gì bên ngoài hết. Cho nên cuộc sống cái tuổi thơ của em từ nhỏ đến lớn, từ nhỏ đến năm em học lớp 6, lớp 7 là nó rất là giống như trong chuyện cổ tích vậy anh Đỗ. Tại nó đâu có điện thoại đâu, đâu có cái này cái kia, internet này nọ đâu, thậm chí là TV mà chỉ có khung giờ vàng để xem phim thôi, chứ còn không có có YouTube để mà xem phim nhiều như bây giờ. Thì thời điểm đó là em được tiếp xúc cây cối, tiếp xúc con người một cách rất là thuần khiết luôn. Chơi là chơi mấy cái món với đất đai rồi này kia, trồng trọt rồi này nọ đó. Cho nên là cái em nghĩ là cái mong muốn của em cũng sẽ khác với những cái bạn Gen Z bây giờ. Có thể là bây giờ các bạn Gen Z có thể là muốn được làm chủ cái cuộc sống của các bạn, muốn trở thành một người phi thường, muốn trở thành một người đặc biệt. Em không biết nha, em không có vừa đủ cả nắm hay là không có nói chung chung, nhưng mà rất là nhiều bạn Gen Z em gặp có mong muốn đó, các bạn phải đặc biệt, các bạn phải có một cái gì đó ấn tượng. Còn đối với em, vì là cái tuổi thơ em một phần như vậy, cho nên là quá trình mà em lớn lên, em cũng chỉ mong muốn là có một cuộc sống giản dị bình yên thôi là đủ. Em nghĩ là em Gen Z nhưng mà tôi tưởng cũng là hơi của thế hệ trước. Em cũng muốn là cuộc sống giản dị bình thường, em có công việc làm, em có gia đình. Tất nhiên là em thì không phải là đến cái tuổi này là mình phải lấy chồng. Em thì không có vậy thôi. Chưa có nôn lấy chồng. Cũng nôn. Chút. Nhưng mà ý là em không có phải bắt buộc mình là đến cái độ tuổi này mình phải có gia đình. Nhưng mà em có trăn trở với thế hệ trước ở cái việc là mình phải kiếm tiền để mình lo cho gia đình. Nhưng hồi nãy em chia sẻ với anh Đỗ thì là gia đình em, ba mẹ em như vậy, và em nghĩ là đến tuổi rồi mình phải làm nhiều hơn thôi. Đôi khi em suy nghĩ là mình đã có một khoảng thời gian 10 năm rồi, mình đã rất là cố gắng để cho mọi người công nhận mình là diễn viên rồi. Vì khi mà mình làm cái khác, mọi người có còn mình công nhận mình là diễn viên nữa không? Vì em rất là trân trọng cái việc mọi người gọi em là diễn viên. Em rất là trân trọng cái chuyện đó, cho nên em không muốn đánh mất nó. Và em cứ lo lắng là nếu mà em làm một cái việc khác thì mọi người sẽ quên mất em là diễn viên. Cái đó là cái việc mà em trăn trở nhiều nhất. Còn cái việc mà lo lắng cho ba mẹ, lo lắng cho gia đình, em nghĩ là bất kỳ ai cũng sẽ có. Anh Đậu cũng có mà. Đúng. Tất cả mọi người đều bước vào cái tuổi mọi người sẽ không còn nghĩ cho bản thân mình được nữa. Nói vui là nghĩ cho đại cuộc, là phải nghĩ cho gia đình. Nếu như sau này khi đến một cái tuổi nào đó em không còn duyên với nghệ thuật nữa, em sẽ muốn Trình Thảo là một người như thế nào? Nếu như mà em không làm nghệ thuật nữa, chắc là em sẽ là một người phụ nữ phụ giúp cho chồng, nói chuyện nhà cửa hoặc nói chuyện cho chuyện kinh doanh gia đình. Đó là em nghĩ đó là cái mà em muốn. Thậm chí là em muốn là về già em vẫn được đóng phim. Ở thời điểm hiện tại đây của em mà em vẫn mong muốn như vậy. Em biết là cái vai chính phim điện ảnh là một cơ hội rất là hiếm, rất là khó. Không phải lúc nào mình cũng được cái cơ hội đó. Hiếm lắm thì mới có một người là kiểu chỉ đóng vai chính phim điện ảnh thôi. Còn đối với em thực ra là cái việc mà đi đóng phim nó đã là một cái hạnh phúc rồi. Cho nên là có về già em vẫn muốn người đóng phim. Thế em nghĩ là về già thì em sẽ cũng có những cái vai phù hợp. Tại em thấy là ở độ tuổi của em sẽ có một cái vai diễn phù hợp với em. Có bao giờ nghĩ rằng là mình có những cái điều mà nó đang là cái sự hạn chế đối với có sự thăng tiến nghệ thuật của mình không? Đôi khi ví dụ như về tính cách, đôi khi về ngoại hình, đôi khi về cuộc sống, hoặc đơn giản là mình không phải là một người có gia thế. Em nghĩ là em có nhiều hạn chế trong cái việc mà để em tham gia nghệ thuật. Em bị một cái là em giống như là em có rất là nhiều con người ở trong em, và em suy nghĩ rất là nhiều á. Cho nên là có đôi khi em sẽ suy nghĩ rằng là tôi có thể lăn xả, tôi có thể tham gia show này show nọ. Để phủ sóng nhiều hơn. Tôi có thể làm hình ảnh, làm truyền thông, làm social để tôi có thể nổi tiếng hơn, để tôi có được nhiều cơ hội lớn hơn. Nhưng mà có những lúc em lại suy nghĩ khác. Cái việc em tham gia nghệ thuật chỉ đơn giản là em muốn được đóng phim thôi. Mình chỉ muốn đóng phim thôi. Mình không làm gì hết. Đó là kiểu hướng nội hướng ngoại tùm lum anh. Lúc thì hướng nội, lúc thì hướng ngoại đó. Đó là em. Cho nên em nghĩ cái đó là một phần hạn chế của em. Cái lúc em cứ đang cố gắng là đang được một xíu gì đó rồi, cái em lại hướng nội lại đó. Thì đôi khi nó sẽ không có cái sự cố định. Với em nghĩ là em là một người không tham vọng. Em không có tham vọng thì nó cũng sẽ hơi khó cho cái việc
phát triển một cái gì đó quá là lớn lao. Em chỉ muốn là cuộc sống mình bình thường, vui vẻ, hạnh phúc thôi. Thì tất nhiên với một người mà không có tham vọng gì cả và chỉ muốn đơn giản như vậy thôi, thì cuộc sống như thế cho mình cái đó thôi. Trình Thảo có bao giờ tưởng tượng là nếu như mình được hậu hôn thì nó sẽ như thế nào? Em thực ra là em cũng đã từng tưởng tượng em được cầu hôn rồi, nhưng mà chuyện không có như em mong muốn. Cho nên sau này em đâu có dám tưởng tượng nữa đâu, tại vì sợ nói trước bước hôm qua đó. Cho nên ở cái mối tình hiện tại của em á, em xác định là mình hạnh phúc được đến cái giây phút nào thì mình hạnh phúc, chứ mình không có đặt cái điểm đến nữa. Thì trước đó em đã đặt điểm đến rồi. Em đã muốn có chồng từ lâu rồi cơ. Em đã muốn im phận từ lâu rồi cơ. Nhưng mà mọi chuyện không như ý mình muốn. Bây giờ thực ra là em hay trêu người yêu hiện tại của em á. Cũng là người yêu hiện tại của em thì bạn nó cũng là một người sống thích sống tự do. Em nói dở mà bạn nó cứ ký tưởng thiệt á, là bạn sẽ rất là sợ bị áp lực á, cho nên là em cũng không có nói. Em không có nói nhiều. Nói giỡn một hai lần thôi, chứ nói ngoài thì người ta sẽ nghĩ là mình thúc đẩy người ta cầu hôn mình. Em cũng không có thích cái cảm giác đó. Em muốn là khi mà người ta cầu hôn mình là người ta phải tự nguyện thôi. Người ta phải thực sự trong lòng người ta muốn cầu hôn, người ta muốn làm cái gì đó cho mình thôi, chứ em không muốn ép đâu. Không thích cảm giác đó. Em cũng mong muốn là khi mà khán giả xem cái phim Người Mặt Trời đó, thì mọi người sẽ nhìn thấy cái sự trưởng thành của em trong diễn xuất. Vì để cho những người thầy, người cô đã từng dạy em tự hào về em chứ. Dạy cho quá trời rồi, bây giờ mà làm vẫn không được nữa thì không biết làm sao luôn. Nên em rất là hy vọng nếu như mà khi mà bộ phim Người Mặt Trời ra, em sẽ có được những cái đóng góp. Và sẽ muốn là, rất là mong muốn là mọi người sẽ cho em những cái lời nhận xét, khen chê cái gì em cũng nhận hết trơn. Khen thì em cảm ơn, chê thì em tiếp thu để em sửa đổi. Và em rất là hy vọng là em sau cái dự án này em sẽ có thêm cái cơ hội cho những cái dự án khác, và đặc biệt là trong cái thể loại phim hành động. Sau phim này là em mê hành động quá luôn rồi. Em cảm thấy là em rất là phù hợp, còn em không biết là đạo diễn nào thấy cảm em hay. Phù hợp với phim hành động hay không, chứ em là em rất là mê rồi. Và em rất là hy vọng là sau phim này thì sẽ có phim khác, em sẽ gặp lại anh Đậu. Năm sau sẽ có một cái phim truyền hình, em nghĩ là em với anh Đậu sẽ có cơ hội gặp lại nhau và nói chuyện với nhau như thế này nữa. Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn anh Đậu.